Chiều 28 tháng 3, tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về 3 môn vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2024-2025. Kỳ thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm học 2024-2025 sẽ diễn ra theo phương thức thi tuyển với 3 môn: ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, toán 120 phút và ngoại ngữ 60 phút. Bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Với bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Thời gian tổ chức kỳ thi diễn ra vào ngày 8 và ngày 9 tháng 6 năm 2024. Những thí sinh đăng ký vào các lớp trường chuyên sẽ thi thêm ngày 10 tháng 6. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm môn toán và ngữ văn nhân hệ số 2, cộng điểm ngoại ngữ và điểm ưu tiên nếu có. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh, nguyện vọng 3 thuộc khu vực bất kỳ. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 phải cao hơn 1 và 2 điểm so với nguyện vọng 1. Đề thi các môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi môn toán và ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng. Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đây là lứa học sinh lớp 9 cuối cùng học và thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 và có gần 2 năm cấp trung học cơ sở chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Bên cạnh đó là việc phải học online kéo dài và liên tục chuyển trạng thái học tập để ứng phó với tính phức tạp của dịch bệnh. Đây là lần thứ tư Hà Nội chốt phương án thi 3 môn tại kỳ thi vào lớp 10 trong 5 năm trở lại đây. Trước đó, kỳ thi lớp 10 năm 2020 và năm 2022-2023, Hà Nội cũng bỏ môn thi thứ tư tại kỳ thi này do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Năm học 2024, nhiều địa phương trên cả nước cũng giảm số môn thi vào lớp 10 xuống còn 3 môn. Cá biệt có địa phương, Quảng Bình chỉ thi 2 môn là toán và ngữ văn.